Bảy phúc họa vô đơn chí, khi cha đẻ vừa qua đời lại rộ tin sắp bị khởi tố bắt giam. Người xưa có câu họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, nghĩa là tai họa không chỉ đến một lần và phước lành không lặp lại hai lượt. Cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang ở trong tình cảnh như vậy. Hiện nay mạng xã hội loan truyền thông tin cụ thân sinh của Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đời tại quê nhà Quảng Nam. Theo Facebook Thanh Tú thì viết, thân phụ của Bảy Phúc qua đời mà không một tờ báo nào đăng tin. Thôi thì em chia buồn với ý đồ của em vậy. Tình đồng chí gì mà nó bạc hơn vôi. Cha của Nguyễn Xuân Phúc là cụ Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1917, quê ở Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông Phúc có lý lịch đỏ rực, tứ thân phụ mẫu đều là cán bộ lão thành cách mạng. Cha ông Phúc có huy hiệu 75 năm tuổi đảng, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh ruột là anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Phúc từng trải qua các chức vụ như Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân. Vậy mà ông Phúc vẫn bị các đồng chí trong đảng đá văng cho khỏi ghế tứ trụ khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Một nguồn tin nội bộ cho hay các thế lực chính trị trong đảng hiện nay đang chuẩn bị phương án khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không cho biết lý do. Được biết, chiều ngày 17 tháng 1 năm 2023 khi đó, tại hội nghị trung ương bất thường đã thống nhất cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong đảng, nhà nước cũng như quốc hội. Có vẻ đó chỉ là sự khởi đầu của một loại đòn trừng phạt nặng hơn từ các đối thủ của ông Phúc. Tổng Trọng và phe cánh từ lâu vẫn nỗ lực diệt trừ hậu họa, trong đó hệ thống chính trị ở Quảng Nam của ông Phúc được xem là mối đe dọa tiềm ẩn. Đây là một vấn đề liên quan đến kế hoạch truy cùng diệt tận đối với ông Phúc và phe cánh của ông Tổng Trọng. Dù rằng ông Phúc từng có mối quan hệ nồng ấm với ông Trọng, tại đại hội lần thứ 13, ông Phúc đã được Tổng Trọng chọn làm nhân sự đặc biệt để cùng ông tái cử đảm nhận vai trò chủ tịch nước. Nhưng sau đó Tổng Trọng đã thẳng tay loại bỏ ông Phúc không thương tiếc, bởi trước đại hội 13, ông Phúc và phe cánh đã cản phá quyết liệt ý định của ông Trọng muốn đưa thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lên kế nhiệm Tổng Bí thư. Kết quả ông Vượng thì phải nghỉ hưu và cũng là cái cớ để Tổng Trọng ở lại nhiệm kỳ thứ 3, trái với quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới thạo tin đánh giá, ông Phúc là một chính khách khôn ngoan và láu cá, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị để gây chủ thuốc oán với các đồng chí trong đảng. Nhất là có mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng giữa ông Phúc và các phe nhóm an ninh tình báo trong Bộ Công an mà Tô Lâm đóng một vai trò chính. Chẳng hạn như vụ án Đại tá Nguyễn Duy Linh, cục phó cục tình báo Bộ Công an, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Vào năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, sờ gáy Đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng Hưởng, là một bố già khét tiếng. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy, nên thân quen với rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các tướng lĩnh trong ngành công an. Đại tá Nguyễn Duy Linh đã nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, với số tiền nhiều triệu đô la. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ có 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thạo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù nhưng cũng chỉ như nằm viện nghỉ dưỡng mà thôi. Quan trọng hơn, Đại tá Linh đã đánh mất suất ủy viên Trung ương Đảng kiêm Thứ trưởng Bộ Công an mà Tô Lâm đã kế hoạch cho ông ta tại đại hội 14. Được biết, do nhục nhã và cay cú, tướng Hưởng thề sẽ bắt bằng được ông Phúc, và có lẽ đã đến lúc ông Phúc phải trả giá. Trong thể chế chính trị độc tài như nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, việc điều hành không dựa vào hiến pháp và pháp luật. Khi sức mạnh từ kẻ sinh ra từ nòng súng, thì việc đấu đá tranh giành quyền lực luôn tàn khốc và đẫm máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Bảy Phúc họa vô đơn chí khi cha đẻ vừa qua đời lại rộ tin sắp bị khởi tố bắt giam.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kế hoạch bắt cóc và nhàn IC về Việt Nam. Tô Đại đang đâm đầu vào chỗ chết. Chủ tịch nước Tô Lâm đã trở thành người tạm quyền Tổng Bí thư, lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi lớn đặt ra là ai sẽ trở thành Tổng Bí thư tại kỳ đại hội 14 sắp tới đây. Giới phân tích phương Tây thì tin rằng ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, sẽ là người có quyền lực tuyệt đối trên chính trường Việt Nam. Hiện nay, trên mạng xã hội loan truyền tin tức Chủ tịch Tô Lâm đang tìm mọi cách để loại Thủ tướng Phạm Minh Chính ra khỏi cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư để độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo.de biết rằng từ lâu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cho tay chân trong bộ tiến hành lùng sục để tìm ra các bằng chứng tham nhũng nhằm phế truất Thủ tướng, nhưng cho đến nay vẫn không thành công. Đặc biệt, Tô Lâm xoáy vào vụ án Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Nhàn có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính bị cho là có mối quan hệ gắn bó trên mức tình cảm với bà, và sự cáo buộc này đã gây không ít phiền toái cho ông Chính. Hiện bà Nhàn đã bị nhà nước Việt Nam truy nã. Trước đây, Tổng Trọng và Bộ Công an lợi dụng vụ án Nhàn IC để tìm mọi cách loại ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng. Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 13, Tổng Trọng đã nhiều lần tuyên bố bóng gió rằng trốn mãi cũng không thể trốn được đâu, bà con chờ xem, nhà nước sẽ đưa về để xử lý. Nhưng cho đến khi ông Trọng qua đời thì tuyên bố đó vẫn chưa trở thành hiện thực. Nguồn tin nội bộ cũng cho biết Tô Lâm và Bộ Công an đã bất lực trong việc tìm bằng chứng tham nhũng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Dẫu rằng trong thời gian qua, Bộ Công an đã bằng mọi biện pháp nghiệp vụ để tìm bằng chứng từ những nhân viên còn lại của công ty IEC. Theo đó, Bộ Công an đã cho bắt giữ và kêu lưu các nhân viên IEC, trong đó có lái xe, thư ký của bà Nhàn và thậm chí còn đang truy tìm cả người giúp việc của bà Nhàn. Tô Lâm muốn Bộ Công an tìm được bằng chứng, chứng cứ liên quan đến nhân vật trung gian, người trực tiếp cầm tiền của bà Nhàn đưa cho ông Chính. Nhưng cho đến lúc này, kể cả việc Bộ Công an tiến hành câu lưu và làm việc với ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Điều đó cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính rất cao tay, không để lại bất kỳ dấu vết nào để Bộ Công an có thể khai thác cả. Thông tin nội bộ còn cho biết Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an chỉ còn một cách duy nhất để tìm ra bằng chứng tham nhũng của ông Chính, đó là bắt cóc bà Nhàn từ Cộng hòa Liên bang Đức để đưa về Việt Nam. Giống như họ đã từng bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào hồi tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sau đó đã bị giới chức Đức và Slovakia cũng như Liên minh châu Âu phanh phui. Đây là trở ngại rất lớn đối với ông Tô Lâm và Bộ Công an nếu liều lĩnh xâm phạm chủ quyền của các Đức và Liên minh châu Âu một lần nữa để bắt cóc người. Hơn thế nữa, theo nguồn tin nội bộ, bà Nhàn đang tị nạn chính trị tại Đức và được tổ chức bảo vệ rất chặt chẽ với nhiều tầng, nhiều lớp. Bảo vệ bà Nhàn không chỉ có lực lượng cảnh sát của nước sở tại, mà còn có lực lượng an ninh chìm của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội kiểm soát 24/24. Được biết, Bộ Quốc phòng bảo vệ bà Nhàn như bảo vệ con người của mắt mình, vì bà Nhàn là người nắm giữ rất nhiều bí mật liên quan đến các hợp đồng mua sắm vũ khí của Việt Nam. Đây là những bí mật quốc gia được xem là tuyệt mật, kể cả Bộ Công an cũng không được phép biết. Điều đó cho thấy nếu có một kế hoạch bắt cóc bà Nhàn, chắc chắn sẽ không thoát được con mắt của Tổng cục 2. Tô Lâm và Bộ Công an đừng có mơ đâm đầu vào chỗ chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Kế hoạch bắt cóc bà Nhàn IC Việt Nam, Tô Lâm đang đâm đầu vào chỗ chết. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.